Shit, quên. Hóa ra là lỗi của mình quên kết nối anh em ạ. Rồi, ok nha. Hello, xin chào tất cả anh em nha. Ui, chết, định mệnh bị đít ra. Hello, xin chào anh em nha. Vào, anh em vào sớm quá nha. Ok, xin chào tất cả 500 anh em đã quay trở lại với channel của mình nha. Cười nó hơi quá đà nhỉ. Coi nào, không biết cái lúc nãy mình thắng hay thua nhỉ. Chắc thua. Động má, đợi thua thật anh em ạ. What? Wow. Chưa troll mà đã bị cảnh cáo rồi anh em ạ. Khổ nhỉ. Khổ ghê á. Đây tôi bị dính sổ kia tố cáo nè. Đậu xanh nó muốn. Oh shit anh em ạ. Chưa đánh mà đã nhận ngay cái biên bản rồi. Chưa đánh mà đã nhận ngay cái biên bản rồi anh em ạ. Khiếp 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 khủng. Chào chào anh em nha, chào Chí Linh Nguyễn nha, chào bé Mình Linh nha, chào Vũ Hùng nha, chào tất cả anh em nha. Xin chào mọi người nha. Hôm nay thì đang có ý định troll đây, nhưng mà chưa vào đánh thì đã bị một cái phiếu report rồi anh em ạ. Bây giờ tôi mà chơi troll troll tí nữa thì nói chung là sẽ khó mà chơi lắm anh em ạ. Sẽ không được chơi cái nick này nữa. Buồn ghê á, tự nhiên bị report anh em ạ. Trời ơi, gánh team á, tôi gánh team như vậy mà còn không được ạ. Hello, chào anh em, chào Viết Trần nha, chào Vũ Hùng nha. Game có gì mới không? Cũng chả biết anh em ạ. Game cũng chả biết có gì mới không. Ngày mai mình sẽ live stream túc chiến nha. Vì hôm nay mình chưa có nick để đăng nhập game á. Cho nên là nó hơi... Để coi nào. Bởi vì là hôm nay sao tự nhiên mình lại không fake được IP sang Nhật Bản anh em ạ. À, hôm nay nó lạ thật á, tự nhiên lại không fake được IP sang Nhật Bản. Đáng ra là hôm nay mình sẽ live stream tốc chiến nhưng mà nick nó không vào được, cho nên là mình không có, thế là mình không có chơi được bên tốc chiến anh em ạ. Tiếc ghê. Chào Văn Đạn nha, chào em, chào Dương Lê, chào em nốt luôn nha. Có mời trong nhóm không anh? Thì hôm nay troll ông nào thích thì tôi vẫn cứ mời thôi. Hôm nay mình troll á, troll chủ yếu thôi. Hôm nay tôi là chủ yếu, ông nào vào chơi thì tôi cũng mời thôi anh em ạ. Hero Trung hình như hôm nay chính thức ra LOL rồi. Hình như hôm nay anh em ạ. Nhưng mà cũng khá là ít người truy cập được. Khá là ít thôi, cũng không phải là nhiều đâu. Cho nên là anh em đừng có, anh em thử vào xem coi cái nick của mình có tải về được cái. Sập rồi anh ơi. Ồ, sập rồi à. Anh có chả biết cái server Nhật á. Hôm nay fake không sang nổi các bạn. Sao sao á, nó bị sao sao á, hôm nay bị sao cho nên là nó sập luôn, sang không sang nổi ở Nhật Bản để mà chơi anh em ạ. Máy của anh hôm nay nó tự động tải LOL vì trước đó anh đặt. Sướng thế nhỉ, máy mình nó không tải được về anh em ạ. Nghĩa là có mấy cái nick mình đăng ký trước rồi nhưng mà nó không nghe đến mức đó, nghĩa là nó hên xui anh em ạ. Lại không tải về được chơi anh em ơi. Tiếc thật ạ. Hơi tiếc cái nhỉ. Cho nên là hôm nay là tiếp tục là chơi Mobile Legends. Đấy. Ngày mai mình sẽ chơi game kia cho. Bây giờ chơi con gì ta? Con gì trôn trôn tí nhỉ? Xạ thủ à? Con quan à? Oh my god, oh shit. Thôi mình chơi con mô cốt đi anh em ơi. Con gì hay hay nhỉ? Mấy con này đi. Rồi, tôi chơi mô cốt đi. Bởi vì tôi thích con này. Tôi thích con này. Đông vãi liệt em cũng chả mua được. Hôm nay nhiều ông vào quá. Hôm nay nhiều ông vào quá cho nên là đâm ra là hôm nay fake không sang nổi cái server của Nhật á để mà chơi. Hơi tiếc là như vậy, hơi tiếc là như vậy các bạn. Anh ơi, ID tổ đội của anh là gì cho em biết. ID của tổ đội của anh thì lúc này sẽ cho em ở cái góc trái video. Lúc này sẽ bật lên cho em xem, bởi vì bây giờ đang vào đánh rồi cho nên là mình lại không bật được sang cái server không bật được cái kia cho anh em nhìn.
tỷ lệ chí mạng tốc đánh là sát thương vật lý. Mình sẽ lấy tốc đánh sát thương vật lý nhá. Tỷ lệ chí mạng tí mình build đồ grid vô là nó sẽ có tỷ lệ chí mạng thôi. Trận này thì chắc là mình sẽ đi cái lên vàng thôi. Xạ thủ thì đi lên vàng thôi, đúng không? Xạ thủ bây giờ thì chỉ có Atu lên vàng, còn mấy lên kia thì mấy ông kia đánh thôi. À, cũng không có gì à. Không có gì khác. Anh chơi Johnson full down đi. Johnson theo mình nghĩ là lên full phép nó ổn ạ. Johnson full phép cũng ổn đấy các em ạ. Rồi thôi, tôi trôn bây giờ cái nick này mà tôi trôn thêm một lần nữa thì nói chung là nó toang. Nó toang bởi vì tôi mới bị report, bị đậu má cái thằng nào nó report kênh của mình, report nick của mình. Bực thật ạ. À. Mẹ cái nick đó tôi chơi, tận đó tôi chơi con Nana. Nhưng mà Nana full xạ thủ như đồ như kiểu anh em nói nhưng mà bị nó ban sắp mặt luôn. Đéo hiểu nổi luôn anh em ạ. Đấy, Nana full down đấy. Bị team nó cạch mặt luôn, nó report luôn anh em ạ. Khiếp khủng. Mấy ông này làm ăn chán quá. Anh gọi em làm viện. Ồ, chào em viện nha. Team đang còn một ông chưa vào. Lâu thế nhỉ. Rồi, bây giờ cũng có trận anh em ạ. Để ông kia vào. Sốt ruột ghê á. Đợi tên kia vào suốt đuột ghê anh em ạ. Coi nào, trận đấu đầu tiên. Coi thắng hay thua đây nha anh em. Cũng chả biết thắng hay thua anh em ạ. Đông vải điện em chẳng phụ được. Team nào chết trên rồi. Hay thế nhỉ. Tự nhiên có ông nào chết trên top rồi kìa. Trên mid rồi kìa. Trời má ơi. Tanh tiếc thì chán thế nhỉ. Tanh chán quá anh em ạ. Ông tanh này không vào đánh cho mình một cái làm mình bị trụ giọt thọt ghê á. Tiếp. Bây giờ chả thấy anh em nào. À anh em đợi xíu nha. Hình như máy bị nó đang bị lỗi. Mình không đọc comment ở đây. Mình tạm thời là chưa thấy cái comment của anh em ạ. Tạm thời hôm nay chưa thấy comment nào. Sao thế nha? Không thấy comment, có miếng gì hết anh em ạ. Máy mình nó bị lỗi sao á? Đợi xíu nha anh em, đang kiếm đang lên YouTube để xem cái comment anh em. Comment chả thấy đâu anh em ạ. Khiếp. Để coi nào. Đây rồi, mình thấy rồi. Đã bắt đầu thấy comment rồi anh em ạ. Tiếc quá, từ nãy giờ mình tưởng anh em chả chát cái gì. Đây rồi. Kìa mấy ông. Ôi tuyệt vời, team đánh hay thế nhỉ.
À, tìm chán quá. Khổ, từ nãy giờ mình lại không để, không thấy anh em chat được cái comment, cho nên bây giờ tôi đang loay hoay để kiếm cái chỗ anh em nó comment đây. Đây, mới kiếm được nè. Rồi, chào Huyền Thanh nha, chào em. Chào Victory nha, chào Tàn Nguyễn nha. Chào ngày thứ hai, chào em, Wunderbia nha. Trận này tôi nghĩ khả năng cao là thua. Lúc này có biết đánh đâu nhỉ? Đậu quá trời ơi. Mấy thằng quỷ này. Tanh thì ngáo. Ôi rồi má trời ơi, tao lại mày. Mẹ ơi, mẹ ơi, tanh ơi, mày vào đây giúp tao cái mày ơi. Trời ơi, có thằng tanh mẹ, mẹ cái thằng tôi chưa bao giờ thấy một thằng tanh nào nó ngu như thằng tanh này các bạn. Ngu kinh khủng á. Tanh gì mà ngu như bò anh em ạ. Đấy, quất nó luôn. Đó, vào đánh đi, có làm gì nữa đấy. Mẹ tanh nó chạy trước cả AD, tôi đéo hiểu nó cái gì trong đầu đấy anh em ạ. Đéo hiểu nó cái gì trong đầu đấy anh em ơi. Trời ơi, thằng tanh nó chạy trước cả thằng AD anh em ạ. Mẹ. Gậy lại. Rồi xong. Team này bốc mộ đấy ạ. Team này bốc kích rồi anh em ạ. Team này bốc shit này. Team chả có thằng nào đánh cho nó ngon anh em ạ. Đánh cho nó ok nhưng chả có nó ngon đâu. Team bạn này toàn Shida, Shider mà đánh không nổi thì chịu á. Rồi từ từ bình tĩnh. Team đầu đất này thì không biết là tôi có gánh được không. Trận này thì trận này không biết có gánh được team đầu đất này không nha em ơi. Thì nghe là mệt mỏi lắm ấy. Rồi gì chứ bùa là vẫn cố gắng là ôm cái con bùa ấy, anh em ạ. Học á anh ơi, sao không vào nhóm được? Thứ nhất là anh em có thể là ở trong nhiều nhóm quá rồi cho nên anh em không vào được nhóm của mình. Cái thứ hai là anh em có thể là có thể là mình chưa có gọi là gì. Cái team này đáng lẽ tôi phải đè cho nó sấp mặt luôn nhưng mà kiểu team mình nó hơi Shida anh em ạ. Thua thì bởi vì bọn bọn này nó ngu quá anh em ơi. Team nó ngu quá anh em ạ. Team nó ngu không ai độ được luôn ạ. Rồi đầu hàng à, ok biết đầu hàng thì cũng tốt đấy. Thật đấy anh em ạ. Team nó hơi Shida. Mà may nó đầu hàng sớm cho nên mất đỡ mất công để có thể là đỡ đỡ mất công để có thể là đợi thêm trận sau nữa. Trận này tôi đánh rồi cũng thêm ra bực, đông ra cũng bực anh em ơi. Nè, mỗi ông chơi một kiểu các bạn. Top mấy đây? 161 54 13 và 24. Nói chung là team này chán quá, chán từ 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 cái gì đây? Con nào? Để mời ông mớ đi coi thanh niên mớ có chơi không. Ok ông này chuẩn bị đi rồi. Thế rồi hôm nay mình solo đi, hôm nay mình không mời team đâu. Mấy hôm nay đi team rồi, hôm nay tôi một solo thôi, không muốn đi team cho lắm. Giới hạn là 100 người anh em ạ. À ok, thì anh sẽ check thư, thì anh sẽ check thư nha anh em. Đầu hàng thì đầu hàng thôi, chứ đậu má, đéo đánh được, không đầu hàng làm cái đéo gì anh em. Khổ. Thì anh sẽ check thư, thì anh sẽ check thư. Team nào đéo đánh được thì thôi, nghỉ, dẹp con mẹ nó luôn. Đánh càng thêm mệt, càng thêm bực. Đây. À, nói chung là team toàn những thằng đầu đất thì tốt nhất là không nên đánh làm gì. Tổ thêm bự anh em ạ. Để ban đi. Your
Để anh coi cái đó, có xong trận này nên 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 đi team không? Không biết nên đi team nhỉ? Nếu mà xong trận này anh em thích thì tôi sẽ mời anh em. Trận này đang cố đi lẻ một trận đi. Nếu hôm nay toàn đi chung với anh em rồi. Sau trận này nếu anh em muốn thì mình sẽ mời anh em. Không chơi tốc chiến trung, tốc chiến hôm nay tôi không fake sang được IP Nhật Bản cho nên tôi lại không chơi được hôm nay. Hôm nay đáng lý là tôi sẽ chơi tốc chiến cho mấy ông, nhưng mà kiểu bọn kia nó fake IP nhiều quá nhưng đâm ra tôi lại éo ra được game. Tử Long đi anh, chơi Di Long đi. Thôi không chơi Di Long đâu. Di Long kiểu không không dạo đây không thích chơi con Di Long nữa các bạn. Dạo đây mất tủ rồi. Tủ mất rồi. Dạo đây đánh kiểu vớ va vớ vẩn thôi. Thích gì là đánh đó thôi. Dạo đây mình đánh kiểu theo hướng cảm hứng, cảm giác. Dạo gần đây nói chung tôi nhiều lắm anh em ạ. Trung chán nè cao thế. Chán cũng lúc nào cũng cao mà anh em. Chán cao đẹp trai đúng không? Chẳng qua tôi để cái máy layer. Chẳng qua lúc trước tôi để layer không thấy trán, nhưng mà bây giờ tôi vuốt lên thì thấy trán nó cao nhỉ. Cũng được chứ, trán cao, mũi cao, đẹp trai. Mỗi tội chỉ có người yêu, bây giờ chơi con Zilong à anh em? Zilong à? Zilong à? Zilong à? Zilong trận này có móc được ai ta? Xem tí. Định mệnh Zilong không biết móc được thằng nào không chứ anh em. Chỗ đợi đi anh. Hello chào Mua Khánh nha, chào em. Pick Meta Bly. Thôi tôi lại không thích chơi kiểu vậy. Tôi thích một tí ngựa ngựa, một tí trôn trôn, một tí phò vào đây. Chơi cho nó hay. Nana đi Trung Idol. Nana thôi. Trời ơi tôi mới bị tố cáo xong. Chơi cho Nana đâu. Trận này khả năng cao tôi lại chơi tiếp xạ thủ anh em ạ. Khả năng cao tôi chơi xạ thủ trận này tiếp. Bởi vì tiếp bạn có thằng Yushin rồi. Ok, sẽ là xạ thủ đi. Nana, ok em yêu. Thôi lấy chơi Layla đi. Layla được nha. Không biết Layla có bắn được không ta. Thôi chơi Layla đi. Sợ đéo gì con Natalia anh em. Tôi không sợ con Natalia đâu. Mấy ông cứ để tôi, mấy ông cứ tin tôi đi. Trận này tôi sẽ hay con Natalia sắp mặt luôn anh em ạ. Hôm nay không chơi được tốc chiến anh em ạ. Mình sẽ chơi AD, mình chơi con Layla, bởi vì thực chất là mình bét con Layla anh em ạ. Anh em có thể biết rằng là Layla thì mình chơi thì phải gọi là auto win đấy, người ta gọi là auto win. Chắc là sẽ lên cái đây bà ngọc sát thủ Nata. Layla thì không cần lên cái Shidashider kia đây. Oh mẹ, tôi có thể trải nghiệm này rồi, lấy cái skin này luôn chơi cho nó oách rồi. Đánh nha anh em, trận này để ý con Natalia. Trận này tôi sẽ để ý con Natalia. Chơi Fanny đi anh. Mình fake IP lúc nào? Mình fake IP lúc tạo và bắt đầu chơi. Bây giờ vào game không cần fake IP vẫn chơi được. Ơ đúng rồi. Thực ra là cái vụ mà fake IP thì thực chất là khi anh em có lúc là anh em đứng ngoài game, anh em vào luôn thì anh em không cần fake mà chúng ta vẫn có thể vào được. Nhưng mà có đôi lúc nó không nhận ra được cái tài khoản thì anh em phải fake IP để nó nhận diện tài khoản, sau đó chúng ta chơi, sau đó chúng ta lại thoát ra ấy, kiểu kiểu vậy. Đôi lúc là mình vào thẳng luôn, mình đâu có fake gì đâu đấy, chỉ fake một cái lần đầu, còn lại mấy cái lần sau như kiểu nó bị lỗi hay sao, nó không nhận được cái thông tin tài khoản hoặc là cái gì đó thì anh em phải fake sang để lấy thêm để nó có thể là nhận diện được cái tài khoản của mình. Rồi thanh niên mở livestream rồi anh em ạ. Xong trận này chắc là tôi sang ông mở ông ké livestream thôi. Để có ông mới có chơi không, tôi sẽ mở ông mở luôn cho nó vui. Định bệnh em ạ. Trận này tôi sợ đi lẻ lại toang nè. Anh nhớ làm Selena cho em nha. Em chia sẻ kênh cho anh được không? Có, trời anh em thích gì cứ chia sẻ thôi. Anh em chia sẻ càng tốt cho mình thôi. Chúng ta có lợi thế thôi đúng không anh em. Để tí nữa ông mới chơi thì anh em rủ ông mới là bảo là đợi Trung với nha. Anh em cứ bảo là đợi Trung với, Trung sẽ đi với. Ok chưa? Ồ, chủ bạn đau quá nhỉ. Chủ bạn cũng thố đấy các bạn. Tí anh mời em được không? Thực ra tí tôi muốn đi chung với ông mớ một chút đấy các bạn. Nhưng mà thôi, anh em thích thì tôi mời. Tôi sẽ đi với anh em.
Ui, mất mồi rồi. Bây giờ mình nó đánh ở dưới bằng bot này anh em ơi. Hay bị cả bao game bao lâu nữa, thực ra là mình cũng nghe chán rồi nhỉ. Thực ra bây giờ mình muốn nghỉ, mình không muốn làm YouTube chi tiết gì nữa, nghe chán lắm, chuẩn bị đi làm đến nơi rồi. Ui, ông này chết rồi. Đậu má đéo lên được kìa. Ok man. Tiếc thật ạ. Tiếc thật sự anh em ạ. Dạ đây không có hứng nữa anh em ạ. Chết, ok. Dạ đây mất hứng quá, làm chả muốn làm gì, chỉ muốn chơi thôi anh em ạ. Không muốn làm gì đâu, dạ đây thì nói chung kiểu cái tinh thần nó không ổn định anh em ạ. Gọi cái tinh thần đi. Tinh thần của mình dạo đây nó không ổn định cho lắm, cho nên là đâm ra không muốn, cũng không muốn làm. Chất lượng video thấp thế đoạn, thực ra chỗ mình đang mưa anh em ạ, chỗ mình đang mưa, mưa rất to, mấy hôm nay thì toàn mưa cho nên là đâm ra cái đường truyền mạng nó không tốt anh em ạ, nó mờ lắm. Dạo đây cái đường truyền mạng nó không tốt anh em ạ, mưa nhiều, mưa suốt ngày suốt đêm. Game dễ nha. Chắc là video thấp là tại vì là chỗ mình đang mưa to mà. Đấy. Rồi xong, định mệnh thôi. Cán ghê á. Cán thực sự anh em ạ. Có đó làm gì đâu. Đã làm cái đéo gì đâu mà thắng rồi nè. Để coi thanh niên mớ đã vào game chưa, để mình vào với thanh niên mớ luôn chơi cho nó vui anh em ạ. Tôi bây giờ đi chán quá, đi một mình nghe chán thật á. Thôi, tấu hài với anh em thôi anh em ạ. Tấu hài với anh em thôi. Đúng không? Sau chơi trâu đi, để coi thanh niên mớ bây giờ vào game chứ nhỉ. Chắc là vào rồi, ông kia, ông nội kia vào nhanh lắm anh em ạ. Thôi mình sẽ mời vào trong nhóm đi. Tôi sẽ mời trước một trận ở trong nhóm nha anh em. Đợi ông mới thì lâu lắm. Tôi cứ mời trong nhóm đi cho nó nhanh. À, trận sau chúng ta chơi còn gì ta? Mới có ba người thôi à? Mới có ba người thôi à anh em? Đây, mời thêm hai người này nữa cho nó đủ team này. Đủ team chưa? Rồi, thêm ông nữa, thêm một đúng một người nữa anh em ạ. À, check thư, ok, quên, coi thư gì đây? Ô, có quà anh em ạ. Ê, hi. Bây giờ là quà của ai? Tôi biết là quà của ai rồi, đây là quà của Vượng anh em ạ. Đây, bây giờ chúng ta sẽ giả vờ như là không biết cái gì, chúng ta vào, chúng ta bóc quà. Coi là quà là gì đây, để mình đoán nha. Mình thử đoán, có lẽ là skin mới nhất, có lẽ là skin mới nhất, cái gì đó chăng. Coi nào. Hồng hoa kỵ sĩ. Oh my god, để coi nào. Hồng hoa kỵ sĩ của skin nào. Lancelot nha anh em, trời ơi, Lancelot nha anh em. Đây à. Tao đưa cho mày thanh kiếm. Rồi, chuẩn luôn đi các bạn. Úi giời ơi. Không phải skin mới nhưng mà con này mình cũng hay múa thôi. Tí nữa trận sau tôi sẽ múa cho anh em. Và cảm ơn bạn, cảm ơn Vượng rất là nhiều vì đã tặng anh một món quà. Một cái món quà phải gọi là cực kỳ là ý nghĩa các bạn. Bởi vì con này mình chơi nhiều. Con Lancelot tôi chơi nhiều các bạn. Tôi sẽ quất con Lancelot trận này cho anh em xem. Nhưng mà trận này đậu xanh chưa có ông nào vào. Ông chạy chê à? Lúc này chơi các bạn. Cảm ơn em nha, cảm ơn em, chào em Viện nha. Oh my god, đang thiếu một người các bạn. Mời mãi nhưng mà không thấy ông nào vào. Nguyễn Thị Mẹ đã vào, ok. Chúng ta đã có mẹ vào. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu quất cái trận đấu này. Cho dù không biết thắng hay thua nhưng mà tôi sẽ quất cái team 5 đi. Team gọi team thập cẩm các bạn. Team nào mà gọi là team nào như kiểu mình đi ngẫu nhiên như vậy thì mình gọi là cái team thập cẩm. Skin Lancelot anh em ạ. Bởi vì cái skin gì đó của Lancelot nó cũng rất là đắt đỏ. Cái skin gì nhỉ, hero, skin hero gì đó, nó tầm 25.000k. Như vậy thì nó quá tải, nó quá đắt đấy anh em ạ. Cho nên Vượng tặng mình skin này cũng được, bởi vì thực chất là skin nó cũng chỉ góp một cái phần, nói chung là căn bản là nếu anh em đấu rank thì nó sẽ chỉ là gì, nó sẽ đẹp hơn,
và như kiểu là anh em cầm vào thì nó sẽ oách hơn, chứ thực ra thì nó phải đòi hỏi cái trình độ của anh em là phần cận phần đa thôi, đúng không? Mới đều kìa, hôm nay đi học vì đêm dép tụi ông bị ghi hai sổ đầu vai vì đến dép tụi ông ghê thế nhỉ. Giờ đang đợi anh em ạ, đang đợi trận Lex slot đẹp nhỉ, cái skin này cũng đẹp, tôi thấy cái skin này nó cũng đẹp chứ, đúng không anh em? Con Lex slot thì mình có 3 skin, một skin thường, skin thường tôi quay được ra nha, skin thường tôi quay được ra, skin star thì tôi được ông anh tặng, còn skin lúc nãy thì được Vượng tặng em ạ, quá đẹp luôn anh em ơi. Anh nhắn ID cho mớ anh. Từ 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 anh em, từ từ bình tĩnh nha, từ từ bình tĩnh khoan, để cái game này nếu mà không vào được thì tôi sẽ mời ông mới anh em ạ. ID từ 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 để mình khoan, quyết 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 vào mất tiêu rồi, vượng đích và sinh nhật của mình ấy anh em ạ. Thôi trận này tôi sẽ mời tôi sẽ kích một ông ra để mời ông mới vào, anh em từ từ bình tĩnh nha, trận này tôi sẽ không vào để tôi mời ông mớ. Nhờ Vượng sang nhắn ID cho thanh niên gì nhỉ, thanh niên mới cho anh cái, anh Vượng ơi, nhờ Vượng sang nhắn cái ID cho bên kênh kia với, để anh mời 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 ông mớ luôn nhỉ, đi ông mớ cho vui. Không biết thanh niên mớ ở đâu nhỉ, anh chơi đó đi, chưa thấy anh chơi lần nào, anh chơi con đó rất là nhiều, các bạn là anh chơi khá là gà nên không muốn chơi đấy, nó thẳng nó thật luôn. Mớ vào game rồi anh ơi, ui định mệnh mớ vào game rồi, thôi thế thôi ta lại vào game hơi lag nhỉ, rồi chúng ta vào mớ vào game rồi anh. Ok lúc nào bảo mớ trận sau đánh xong thì đợi mình với nha, rồi mình có team luôn, mình có team luôn đấy các bạn, đánh luôn trận này sẽ muốn land slot cho anh em, con tướng BD land slot cũng hay đấy chứ, cũng hay đấy chứ, chưa được chơi chung với anh lần nào, thực ra là muốn chơi chung với anh cứ đơn giản thôi. Em cứ vào nhóm chat là anh sẽ mời à, thì như bây giờ nhóm chat nó đầy rồi, lúc nào mình sẽ kick bớt người sau đó sẽ mời tiếp anh em nha. Có cái đé gì đây, Nguyễn, hãy gọi chị Nguyễn đây. Nguyễn, 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 đấy đây, đấy đây. Anh kia đang nâng kính rảnh. Thằng kính rảnh á. Ê Nguyễn, Nguyễn, cái đó đây. Xung phá trên cục sườn vậy lợn. Hay chúng cắt đổ moi, bây giờ mình đâu cắt đổ moi nữa anh em. Chỗ anh có mưa ngập không? Chỗ mình mưa to nhưng mà không ngập nha anh em. Chỗ mình nó ở trên cái đỉnh, nó ở trên cái đỉnh dốc á, gần trên cái đỉnh dốc. Cho nên là mưa nó chảy xuống dưới kia thôi. Nó chảy xuống dưới cái bờ hồ. Trước nhà mình có một cái hồ rất là to. Cái hồ đó mà tràn lên thì rất là nguy hiểm. May mà có cái hồ các bạn. May mà có cái hồ nó khá là rộng. Cho nên là nước nó chảy vào đó hết. Đấy. Cho nên là nó không ngập lên anh em ạ. Nếu mà mưa to nó cũng sẽ ngập thôi. Ok, cảm ơn em nha, cảm ơn Vượng nha. Anh Trung làm dự án bé lại. À, đúng rồi. Đúng nhà, land slot, land slot, land slot của tôi. Land slot của tôi. Tôi sẽ muốn land slot cho mấy ông xem. Land slot sao có bấm được nhỉ? Ok, trong này lên trước đi. Cho thanh niên này trước, còn tôi sẽ chơi con land slot sau. Tôi đi phá cốc sứa nha anh em. À khoan, từ từ để tôi pick lock cái đá rồi tôi sẽ đi uống sứa anh em ạ. Leo đi, anh mới mua. Mới chơi đợi Trung cùng chơi ván sau đấy. À đùa à, ok. Anh em bảo thanh niên mới là trận sau Trung sẽ đợi. Đấy, mới cũng sẽ phải đợi mình. Nếu mà mới trước, xong trước game thì vào kênh mình, PR cho kênh mình với. Còn nếu mà mới vào sau, mình thắng trước thì mình sẽ ra, mình sẽ đợi mới. Đấy, thì anh em cứ sang kênh mới bảo là đợi Trung với nha. Xong trận này Trung sẽ đấu với mới luôn. Ơ nhưng mà Trung không pick được con Lancelot nè. Không pick được Lancelot nè anh em ơi. Hay thế nhỉ. Có biết là không pick được land slot anh em ạ. Đó, bấm mãi không vào land slot được luôn. Khiếp nhỉ. My god anh em ạ. Không pick được land slot nó mới đâu. Đây. Không pick được nè. Cái gì thế nhỉ.
Má trời ơi, game nó bị lỗi anh em ạ. Thật bực mình. Mở kìa anh, mở đâu? À đó là mở fake anh em ạ, mở là mở fake. Thôi bây giờ tôi đi pha công sửa, tôi quay lại nhanh nha. Vào trận mất tiêu rồi. Vào trận mất tiêu rồi các bạn. Mukun cố tình chơi không được quay. Cái khổ các bạn. Mẹ muốn chơi cái skin mới mà nó không cho anh em ơi. Cái quái gì thế nhỉ? Ôi trận này tôi nghĩ gặp team cao rồi các bạn. Trận này tôi nghĩ gặp team pro rồi. Trời ơi, ôi trời ơi. Đậu xanh. Tôi sẽ cho anh em xem. Mẹ cái game gì thế? Trời ơi. Top anh em ạ, top 9 này anh em ơi, top 9 Cambodia, top mấy đây, top 4 Masa anh em ạ, ôi rồi ôi, team VIP anh em ạ, tôi nhai không nổi cái trận này mất anh em ơi, Trung ở Cà Mau đâu, mình ở miền Trung nha anh em, tôi là Trung, tôi ở miền Trung, má trời ơi, trời ơi, team này còn win được không anh em cực, team này tôi có win được không nào, anh em nói team này tôi có win được không? Một thằng top 9 ok Cambodia nhưng mà mình nghĩ thằng này thằng Việt Nam top 4 Masa Việt Nam anh em ạ. Trời ơi. Game này tôi mà thắng được thì anh em cho tôi cái gì nào? Coi nào, game này thì sát thương vật lý. Ui toàn sát thương vật lý thôi anh em ạ. Cho nên là lên cái đôi giày dục khí luôn, có mỗi con hàng Nga ta. What the fuck anh em ạ? Làm bán Vyrid đi anh. Vyrid bây giờ mình chưa fake sang IP đợi anh em ạ. Bởi vì mấy hôm nay mạng nó bị sao á. Ui, Masa nó chặn đường luôn. Khiếp thế. Khiếp nhỉ. Đúng là top thì có khác anh em ạ. Top thì có khác ạ. Toang rồi. Khổ, team này khó lắm. Chắc một mình thì rất là khó. Mình cầu mong là team của mình đánh ổn hơn team bạn một xíu đi. Có mất một mình á thì rất là khó. Ok. Oh man, trời ơi được. Thằng này thích à. Ma mày. Ok, chạy. Nó phải chạy anh em ạ. Nó phải chạy cho mày là top mấy đi, cho mày là top 1 đi, cho mày là top 9 đi. Mày cũng không thể ăn được bùa của anh. Anh nói như vậy là chuẩn chứ? Mày thích chơi ngang à? Nó không thể chơi ngang được với mình. Nó không thể chơi ngang với mình. Mình hiện tại mình đang có bùa mà. Hiện tại tôi có bùa, tôi có lợi thế hơn nó nhiều. Đấy, mẹ, nó chỉ ngon hơn, nó chỉ ngon hơn cái khoản là nó có cái cục máu thôi anh em ạ. Này, tức ghê á. Bùa thằng nào thằng đó ăn chứ. Sao có cái chuyện đi cướp bùa như vậy em? Rồi, trận này thì cần cù bù siêng năng thôi. Team này không biết có thắng thua hay. Ôi. Nó chắc là đang tấp cua đó. Bực mình nhỉ, bực mình đấy.
Trận này căng đấy, trận này căng đấy mấy ông ơi, trận này căng rồi. Căng rồi, căng đét rồi, căng đét rồi. Trời ơi, gặp team anh em ạ, gặp team. Ồ, trận này tôi phối đúng cái team, team chơi hay, nó mới đau, nó mới cay chứ anh em, nó mới sâu cay chứ bạn. Con đí này tí là mình phải giết nó luôn anh em ạ, không để cho nó mọc sừng, không để nó cắm sừng mình anh em ạ. Rồi tan rồi. Thôi định mệnh. Bot toang rồi. Má trời ơi. Bot toang rồi, bot toang rồi. Thằng kia nó hơn gold mình rồi. Thằng chó này nó hơn gold mình rồi. Thằng hợi này nó hơn gold. Nó khổ, lúc nãy mình đéo pick được con le slot này mà múa nhưng mà nó khổ ghê á. Tự nhiên là không pick được le slot mà múa cái trận đó. Hơi bực mình thật á. Con Masha. Xa được á, à, mày được lắm. Mày được lắm. Mà team đâu ấy nhỉ? Team đâu không xuống gank cái đường bot cái team ơi. Team ơi, xuống gank cái nào? Trời team này cũng không xuống gank luôn ạ. Thế toang rồi. Rồi xong. Team cũng ôm trên top luôn ạ. Team toàn chạy đâu nghe em ơi. Khổ. À mở kia ma chơi với tôi à? Ơ ok ok. Cũng được. Ma chơi cũng được hôm nay. Có team này đầu hàng thôi. Không đánh được anh em ạ. Ủa đúng cái team gặp team chơi nó chơi hay hơn. Đấy. Đào nó hay hơn chúng ta chơi chúng ta khen thôi đúng không anh em? Nào thì nó hay hơn thì chúng ta khen thôi. À, team nó ép cho kìa. Team mình chả ông nào đi đảo lên gì hết cho nên là đâm ra nó hơi hơi thọt anh em ạ. Này tôi đồng hàng thôi. Tôi đánh gì nữa anh em. Team nó căng quá. Gặp đúng cái team là đấu giải à. Lúc nãy có ông nào bảo team này đấu giải nhỉ? Chơi được cũng hay đấy. Bắt nó lại anh em. Đấm nó chả quả đam luôn anh em ạ. Không bốn rồi. Hôm nay tôi chả muốn mời bởi vì vậy anh em ạ. Vì mức rank của mình nó cao quá rồi. Bây giờ mình làm chủ room thì nó hơi... Nó kép hơi lệch anh em ạ. Kép đúng hơi lệch anh em ơi. Chúng đi tem à? Ờ đúng rồi mình đi tem nha, mình mở cái team 5 nè. Mở team 5 mà căn bản cái mức rank của mình nó có cao quá rồi cho nên xếp xếp nó chuẩn đó, xếp thực ra cái mức thực lực rank này nó chuẩn đó. Mà team này kiểu mình mời ngẫu nhiên đó, gọi là team tập cẩm mà, team tập cẩm cho nên là mấy anh em này thì đánh thì đi gank nó không ổn lắm. Khó quá ta. Thôi đầu hàng thôi anh em ơi, game này đâu win được đâu. Ui giời, không đầu hàng à? Ôi, ui. Chạy mất tiêu à? Chạy mất dép rồi anh em ạ. Cái này thì cũng bình thường. Mới chơi cho nhưng đi rừng anh nha. Có thể vậy người ta nhường thì đi rừng thôi.
Người ta nhờ thì mình đi rừng thôi đúng không? Trận này thì có ông nào đi rừng chưa nhỉ? Không có ông nào đi rừng luôn ạ. Đầu hàng đi anh em, trận này đầu hàng làm sao làm trận khác đi, bây giờ đánh trận này đâu đánh được anh em, đúng không? Trận này sao thắng nổi? Trận này tôi không chơi kiểu mấy cái con có khả năng late game được. À, trận này con trâu late game cũng bình thường. Cầm cái này có ôm được không nào? Khả năng cao là cái team này sẽ đầu hàng sớm thôi. Vì khả năng cao không win được. Ô hay thế. À được nè, được nè, được nè. Tôi có chậm, tôi có slow nè, tôi có slow nè, bắt luôn. À được nè. Bắt luôn, bắt luôn, bắt luôn, bắt luôn, bắt luôn. Rồi, nó bật ulti, nó thấy, biết ngay. Ok. Ui mày con. À. Tìm phút tốc biến anh em ạ, tìm phút tốc biến có mỗi một ông gì đó thì ui, tìm phút tốc biến thật anh em ạ. Tìm phút tốc biến thật anh em ạ, tôi tưởng có ông nào đi rừng chứ, chả có ông nào đi rừng hết đấy các bạn. Ô cảm ơn bạn nha. Trận này táo quá, gặp đúng mấy ông top cay, các bạn gặp mấy ông top khó chơi lắm. Thằng này như tốc biến hay sao á. Rồi thằng này đấy bắt đầu xả kỹ năng, bắt đầu xả anh ạ. Đấy thế nhỉ, ít ra một thằng được rồi, tự nhiên làm ba hai thằng nhưng mà làm hai thằng tốt không đổi mất, tự nhiên gặp hai thằng tốt đánh sao đổi anh em, khó quá. Quên lấy cái gươm thất hải, hai đồ để mua trâu. Trận này khó quá, trận này idol trung là toang rồi á. Idol trung là toang trận này rồi, tôi cứ đầu hàng sớm là vừa bởi vì trận này khó win quá. À xin ID nhóm ạ. Bây giờ chắc là mình sẽ tạo một cái ID nhóm mới nha. Ở cái nhóm này thì thực chất là full rồi, cái nhóm này nó full rồi. Để lúc nào mình sẽ tạo một cái nhóm mới, nhóm chat mới để anh em vào trong cái nhóm chat đó. Mình sẽ lấy một cái nick khác luôn bởi vì cái nick này mức rank nó cao quá rồi. Cho nên đâm ra là chơi nó sẽ khó. Đấy anh em để ý cái trận này luôn, chơi nó sẽ khó liền vì nó ghép team rất là căng, rất là cao. Chơi sao nổi anh em, đúng không? Đấy, cho nên là mình quyết định là sẽ hôm nay chắc là xong hôm nay tôi sẽ sang cái nick phụ của tôi để tôi làm gì, để tôi tạo một cái nhóm chat đấy, mức rank sử thi thôi đấy, tạo một cái nhóm chat ở đó để mời anh em đó luôn, bởi vì mức rank nó cao quá, đâm ra là nếu cứ mời tùm lum thế này đi team năm nó rất là khó đúng không anh em. Đấy team năm nó khó lắm chứ không phải là nó dễ ăn đâu anh em ạ, đúng không anh em. Top mới đợi anh ơi. Đây, anh em đợi xíu nha. Để ai nhỉ? Để toàn quá. Trung đợi mới chơi cùng nhé. Thế nên mới bảo trận sau chơi mà, hay là phải đợi anh em? Ok, tôi sẽ đợi nha mấy anh em. Ok. Được, thoải mái. Mình đang còn pin mà, mình đợi thanh niên mới mình chơi thôi. Trong cái thời gian đợi mình ngồi chơi tí đi. Ok. Thôi khoan, từ từ bình tĩnh. Bây giờ đang đợi anh em ạ. Bây giờ tôi đang đợi đây. Đang đợi thanh niên mới đây anh em ơi.
Chúng ta sang xem kênh của mớ có cái gì đi. Con mớ đấu được đến đâu rồi. À, trong lúc đợi chúng ta đi xem ông mớ đi. Coi nào. Kiếm thanh niên mớ anh em ạ. À, coi thanh niên này đã đánh xong chưa đi. Rồi sao nó không phát được video anh em ạ. Hơi khổ á. Nó không phát được video lên anh em ạ. Từ từ nha anh em. Tôi kết nối lại cái phần mềm server. Ok, anh vào game rồi, anh vào game rồi. Đây anh vào game rồi. Đó, vào game rồi. Coi nào, trong chỗ theo dõi là ai đây? Mới chơi nick khác à? Nhưng mà nick nào anh em? Nick nào để tôi còn follow tôi chơi. Nick nào để tôi còn follow tôi còn chơi anh em ạ. Nick nào anh em? Nick nào? Tôi biết thanh niên mới chơi nick rồi, nick khác rồi, nhưng mà không biết là nick tên là gì để tôi còn follow lại anh em ạ. Anh mới add rồi kìa, nhưng mà tên là gì anh em? Tên game là gì anh em? Tên game là Kalay hay là Lucifer hay là Outlander đấy, tên là gì nhỉ? Anh mở add anh rồi nhưng mà anh không biết là tên đó, tên nick game là gì, bởi vì bây giờ mình mới vào á. Bây giờ mình mới vào ấy, cho nên mình cần phải xem cái tên game. Kalay đó, ok, Kalay à, đây. Oh man, trời ơi, được, Kalay anh em ạ. Tên, ông này mỗi ngày đổi một nick nhỉ, hay thế. Để tôi mời luôn, chắc là bảo mình mời đây. Để coi có mời được không nào, Kalay nè. Ôi, trong phòng rồi. Thế chắc mình thế là thôi mình back ra để ông kia mời. Từ từ. Ok, mở mời đi. Từ chối. Ôi, ok. Rồi, chán nha. Chán thật ạ. Rồi, tôi chơi một trận solo đi. Đi hồi chiến đi. Yeah, chúng ta chơi hồi chiến đi. Chơi hồi chiến xong, sau đó đợi mỡ luôn nha. Thanh niên mỡ có chơi với một bạn mức đánh sử thi á. Cho nên mình sẽ chơi một trận hồi chiến đi. Cho đó thư giãn một chút xíu, gọi là thư giãn đi nhỉ. Coi nào, ui Kimmy ạ. Kimmy ạ anh em ạ. Ui đúng cái con mà nó không ham mana cho lắm. Nick này mình khá là nhiều skin đấy chứ. Nick này mình được ông Vượng tặng cho mình rất là nhiều skin anh em ạ. Quá nhiều skin luôn đấy chứ. Đây, chắc là lên cái xuống gần sinh lực đi. Rồi. Đấy, quá lâu rồi mình mới chơi lại cái chế độ gọi là hồn chiến anh em ạ, thực sự rất là lâu rồi đó. Quá là lâu luôn anh em. Chào mừng những em bé tiểu học, chào em nha. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chơi một trận hồn chiến anh em ơi, trong cái thời gian mà đợi mớ, nếu mà đợi không đợi thì chắc là mình sẽ off live stream. Nếu mà ấy không đợi mình sẽ off live stream. Mình nghỉ. Xong trận này mà ông mớ vẫn chưa xong thì tôi sẽ off live stream, bởi vì là hôm nay thì chơi kiểu sáo sáo á. Hơi xui nhỉ, hôm nay chơi hơi xui. Tôi muốn ngủ quá anh em ạ. Em đợi anh chơi Kimmy nãy giờ, bây giờ thì mình sẽ chơi Kimmy cho anh em xem. Sau trận này chắc là mình sẽ off thôi anh em ạ. Anh em bảo mớ là chắc là sau trận này chúng sẽ off thôi, chúng chơi được. Bởi vì hôm nay mình khá là mệt rồi anh em ạ. Đấy, hôm nay chắc là đánh đấm với nó chả là gì đâu. Cho nên là chơi đâm ra nó thêm bực anh em ạ. Đấy, cho nên chắc là chơi xong trận này thì anh em sang kênh mớ bảo là anh Trung không chơi nữa nha anh em. Anh Trung nghỉ. Đấy, cũng tầm một tiếng rồi. 50 phút rồi. 51 phút rồi, cho nên mình nghĩ chơi xong trận này mình nghỉ là vừa.
Muốn nghỉ quá, muốn ngủ nhỉ. Lên lên gì nhỉ, lên thiêu đốt đi. Lên thiêu đốt nhỉ nha. Chơi con này hợp lý nhất nè, bởi vì con này nó đâu có mana đâu. Hay quá. Được 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 được. Hello, chào em nha, chào em nha. Ui, đứt. Đứt nòi, đứt nòi. Đứt nòi thôi về mua đồ cái đã. Ui hay quá, nên là team mình chơi hay quá anh em ạ. Nào, ui thằng kia có ulti rồi anh em ạ. Mấy ông kia chết rồi. Chết không? Chết luôn một ông rồi. Bây giờ đi fit lên thôi. Ơ kìa bị lag kìa. Lag bay màu luôn ạ. Một thằng nữa, double kill nè. Đơn giản, đơn giản, đơn giản anh em ạ. Easy, 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 easy. Được. Ôi trời, hay quá. Móc hay, móc hay, móc hay, móc hay, móc hay, móc hay. Móc hay thôi, mình đứng ngoài cấu đỉa thôi. Đứng ngoài cấu đỉa thôi là vừa anh em ạ. Chết, ui trời, không chết anh em ạ. Hay xui, hay xui, hay xui, hay xui, hay xui, phạt đọc xui quá. Không chết mới đau chứ. Mình đứng ngoài này mình cấu rỉa là chủ yếu thôi anh em ạ. Chết không? Ui trời ơi, định mệnh đéo chết kìa. Toàn, toàn, toàn. Thôi, mình off sớm anh em ạ. Hôm nay mình cũng khá là mệt anh em ơi. Mình có off sớm, nghỉ sớm anh em ạ. Hôm nay cũng không có hứng chơi cho lắm. Thực sự hôm nay mình kiểu đánh kiểu nó vớ va vớ vẩn lắm anh em ạ. Nên căn bản là chơi đâm ra nó hơi hơi điên. Đây. Chết luôn. Sao đợt này anh nghỉ nha anh em? Sao lại mình nghỉ nha? Cái trận này sắp xong rồi, trận này 5 phút rồi ạ. Ok, chào Huy lên dượt nha, chào em.
Cảm ơn em nha. Ok. Anh chơi lửa lửa tốc chiến không có anh chơi nha, nhưng mà mai mới chơi được. Bây giờ anh chưa fake được IP sang Nhật Bản nên anh đâm ra là anh không chơi được hôm nay. Hôm nay mới cập nhật xong nhưng mà tự nhiên nó bị lỗi. Mình lại không fake được sang bên Nhật Bản để chơi. Thì tải về thì xong rồi nhưng mà hôm nay nhấn cập nhật lên nó lại bị sao sao á. Hôm nay có bản cập nhật mới rồi. Cho nên đâm ra mình cập nhật lên thì nó tự nhiên nó bị lỗi các bạn. Điên thật. Tuổi toàn luôn. Ôi xong trận này mình nghỉ thôi. Ui. Một phát chết luôn. Thôi team này xong rồi. Không defeat được anh em ạ. Defeat được lên không? À defeat được anh em ạ.